làm gì chị làm đó. Dùm nhảy TikTok nha. Ê, no. Trời ơi trời, sao mà dạo này hả cứ nhảy hoài vậy? Nhảy nè. Ăn gì con? Con ăn cereal. Is it good? Yeah. Ok. Ok. Bánh bao này là mình mua nha các bạn. Mọi người, đây là bánh bao. Hôm nay mình được ăn sáng bằng bánh bao. Bánh bao mình mua mình gửi xuống nha mọi người. Chứ lại chưa có được đón tiếp nồng hậu. Ê. Ăn không? Ừ. Nè thấy không? Không có hấp á, nó khô queo à. Cứ ngắt à. Thì hấp đi, thì đến bữa tiệc đó là phải hấp đi chứ có gì đâu phải chỉ. Nó khô thiệt luôn á. Em mình đã mua cho mình bánh bao, chỉ ngồi đứng hấp cho em mình thôi cũng hấp được. Nó lạnh ngắt à. Thì bỏ vô máy quay 30 giây nữa. Ủa bị cùi bị tật hay sao mà hả? Lạnh ngắt cái đẩy cái dĩa qua tao. Chị có nhiệm vụ lo ăn sáng cho em mà nói gì vậy? Bà má để ra cái tay cái chân không biết gì nữa. Ê nó lạnh á. Để lạnh. Vô, để vô, đừng có nói đồ, nó nhức đầu lắm. Xong hết rồi. Mọi mang là sạch hay dơ mà để như vậy? Đó, thở học là học từ chị. Thôi đi má ơi. Miếng không? Căn miếng đi. Không. Đọc review làm sao? Má còn ngon không có bị khai. Ô, con đụng vô cằm con hả? Con có thể bớt điệu gì mẹ không? Nè mẹ cho con một miếng tomboy của mẹ nè. Trét ba trét qua. Con phải vui mẹ mới cho con đi siêu thị nha. Mẹ chỉ đi siêu thị với những em bé vui thôi. Mà sao? Feel good. Ở gì ở nhà nha con. Sao mà không feel good? Ai làm gì con? Cái nhân nó cũng ngon hả? Bánh bao tụi mình order từ Texas One nè mọi người. Ship chỉ có một ngày hả? Mà mua bao nhiêu tiền trả với bao nhiêu tiền bánh bao? Mami mình... Gì vậy? Ăn là không có được lên tiếng, không được mở miệng. Sorry. Đúng không? Yeah. Ăn là phải khép miệng lại đúng không? Hoài. No, not. Trời ơi. Ở với nó như ở mẹ chồng vậy đó. Ăn uống đồ là phải nết na. Ai dạy vậy? He just did. Trời đất ơi. Kỳ vậy. Cho Nino kỳ vậy con. Nữa, máy này hết pin luôn. Má này YouTuber kiểu gì á sao không hiểu. Có xài của mình sẽ kỳ chắc là lâu ngày nó chơi pin. Rủ chị mình đi siêu thị thay 8 bộ đồ luôn. Tao mang đôi giày để đặng cho hợp với cái quần đó chứ đó mà nói hoài. Nhưng mà đôi này mà đi siêu thị là hồi ra là lòi cái chân nên thôi đổi cái đôi này. Rồi đi, trễ giờ rồi. Ok mọi người, by popular demand, chị mình đã trở lại. Popular demand là gì? Sao em cứ hay bị nói tiếng Anh là gì chị không hiểu luôn á. Theo ý kiến của số đông. Theo ý kiến của số đông thì giờ chị mình đã trở lại mọi người. Hôm nay thì tụi mình vô luôn màn chính là đó là đi chợ. Hôm nay thì chị em mình không có đi chợ nhỏ lẻ nữa. Chị em mình đã quyết định đi mua Costco để mua đồ sỉ. Mình chỉ mua tầm 1000 đô đổ lại thôi chứ không mua nhiều hơn nha. Lên hẳn mức hả? Ừ, lên hẳn mức. Gấp đôi năm ngoái. Tại vì sắp sinh nhật của Thỏ. Menu mình là gì? Thì hả, lật lại cái mấy cái sụp cũ đó. Rồi insert vô. Tại menu nó y chang mấy cái món xôi bát bủ gì đó. Menu kỳ này là vẫn giữ một món truyền thống của chị em nhà mình, đó là xôi bát bủ. Còn lại những cái món mà chị em mình thêm thố vô đó thì nó không có khô mọi người. Chị bánh, mình bánh cho bánh bao, bánh mì với xôi. Cái gì á? Bắt nước Thỏ. Mẹ ơi con yếu quá. Cứ hay sụp xuống 16 phút nữa mới tới. Ủa sao nó đi cái Ủa sao lâu vậy? Ủa lâu gì má? Sao nói gì 10 phút mà giờ 16? Gì 10 phút? Ai nói 10 phút? Ai nói 10 phút nào? Từ nhà mà tới đó là 25 phút, hiện giờ 16 phút đúng rồi. Sao sáng nói 20 phút? Hiện giờ tao thích ép vô 5 phút được không? Ê! Cái gì? Quên mua cà phê. Cà phê gì? Cho em uống ly Starbucks được không? Ở đâu? Anh biết đâu. Cái gì vậy?
thèm cà phê quá. Cái gì tự nhiên cái ly Starbucks nào thì giờ đi đi rồi có tao mua cho. Ok. Mà các bạn làm chứng nha, mình sẽ uống một ly cà phê latte. Chị mình nè, các bạn chờ đi, coi chờ coi order của chị mình. Tao không có uống gì hết á. Để coi nha. Bây giờ tao đang giảm cân rồi. Nè nói vô camera đi, nói. Cân nặng hiện tại của mình bây giờ chỉ có hả 57kg vớt thôi. Mình sẽ bắt đầu 3 vòng luôn. Thôi không có số đâu, 3 vòng tại vì hả cái vòng 2 với cái vòng 3 với vòng 1 nó y chang. Không có, vòng 2 vòng 3 lớn hơn vòng 1 luôn. Ê. Tao đập một cái trái cổ nó văng ra đó nha. Chưa kìa, nguyên cái chữ Costco nó hiện ra kìa, cà phê em ở đâu? Sao em sao á? Bên đâu bên kia kìa. Cái gì vậy má, cái này phải đường Việt Nam mà mới muốn đi đường nào mới đi má, mới phải có lộ trình chứ. Hay là chị cứ ban đại đi. Còn lâu. Bây giờ chị dừng... Nè, tao dừng ngay giữa đường rồi đi xuống đi, rồi băng qua đường đi mua cà phê đi, rồi đi qua lại. Hay nghe, để em sệt nha. Thôi đừng sệt nữa, tao tới Costco rồi. Trời em thèm quá, em không có cà phê là em chịu không nổi đâu. Thôi chết đi chứ giờ sao giờ. Nè bây giờ, nè Starbucks nằm đây đúng không? Giờ mình đang ở đây đúng không? Ba ơi bà, cháu nói bà nghe, mình đang đi trên đường, mình không thể nào mình dừng ngang như vậy được hết á. Phải có một cái địa điểm rõ ràng chứ, chị chỉ trên bản đồ vậy sao tao biết. Ê cảnh sát kìa, à, đứng hỏi luôn như đó luôn á. Ừ nè, chị cho em xuống em hỏi. Nên giờ mình chạy xiên bang được chưa chị? Được, xiên thì xiên, nhưng mà cũng hơi rung. Cái gì? Tay lái lộ của em ơi. Im cái miệng lại đi. Đi hả, tới Costco, tới dây cổng trong đó, giờ chỉ còn bước một bước chân nữa vô. Là vô Costco rồi, mà hả, bắt lội ngược ra đặng mua hả cái ly Starbucks. Trời ơi, sáng xuống cà phê không có dưng tới miệng nữa hả. Trời ơi, má tao hay sao mà hả đòi sáng sớm hả dưng cà phê tới miệng. Gì vậy? Ê, quẹo đâu, chết mẹ. Chết mẹ là phải quẹo ở đây mà giờ sao giờ. Giang ơi. Chết rồi, mấy anh chị Mỹ chắc chửi em chết. Anh cho em quẹo nha. Tao nói thế nào con mày chết mẹ rồi nó ơi. Chết rồi nô ơi. Mấy con đầu đen chạy xe kiểu này là mang tiếng tổ quốc quá chị ơi, mang tiếng quá, mang tiếng người châu Á quá. Chết rồi, đèn xanh đi anh ơi, em quẹo mấy Mỹ nữa. Rồi. Tại sao bất á? Mua bán. Gọi đâu mẹ? Ủa cái sao bất nó vuốt ở đâu rồi? Ủa? Đừng quay khúc này, tại nãy tao nói tao giảm cân đó. Gì? Cappuccino, what's a small one please? Ủa sao chị nói chị uống trà mà, sao chị uống gì vậy? Anything else? Can I get a ice latte please? Thank you very much. Ủa chị ơi, nãy chị nói uống trà mà, sao cái ly đó trà gì vậy chị? Trà má. Trà đó trà gì vậy chị? Trà không đường. Trà không đường đâu chị. Trời ơi chị ơi, trà không đường, cho em coi trà không đường ở bên... Nè, ở bên Mỹ á nè, người ta kêu một ly trà không đường là người ta bán vậy nè mọi người. Mọi người chú ý nha. Vô Starbucks mà kêu trà không đường người ta ăn cái ly vậy nè. Chị kêu ly trà đào không đường giải nhiệt mùa hè. Đừng có đu đeo nó nữa, để cho tao yên đi, cho tao có một cái cuộc sống riêng tư đi. Vô đi chị, vô vì tình bạn của tụi mình. Còn nữa mà hả, cứ dơ giật giọng đi mua cà phê xong bây giờ không biết làm sao hoành lại đây nè. Chị có uống không? Thì chị uống thì là lỡ tới đâu mà chị không uống. Mình uống chứ mình đừng chửi em mình. Im đi. Em mình Im đi. Rồi bây giờ để tập trung mấy đường coi nô. Quẹo trái quẹo phải nè. Chán quá. Không có làm ăn cơm cháo gì hết. Mình làm một lời hứa đi sao? Vô. Không tiêu xài trên 200 đồng ngày hôm nay, đúng 200 đồng bước ra khỏi Costco. Ok, đứa nào mua hơn 200 là con chó. Thôi, tự nhiên bắt tao làm chó à. Chó thì cũng chơi với em thôi, chứ chó mèo gì đây. Ê, cái áng bự nó đâu. Coi nè, đẩy thêm cái nữa, phải hai xe mới đủ chị. À, cái nhà tủ khăn mình là được 10 cái chưa mà vẫn muốn mua. Không có, nhà chị hết khăn rồi. Mọi người để tí nữa mình về quay cái tủ khăn nha mọi người. Thôi em sao anh ơi, em cút đi.
Miễn sao tao mua dưới 200 đồng rồi. Ê, cái khăn này bự mà đẹp quá nè nó. Anh nhìn nè. Ê, chị bớt mua mấy cái màu dơ dơ luôn. Mình sao xài vậy? Khăn mình xài màu trắng thôi chứ đừng xài mấy cái màu đó. Sao màu trắng cho nó dơ hay gì mà dơ mình mới dục, mình mới mua khăn mới. Tự nhiên trời ơi, nó ghê. Nè, nó đất cát đồ này rồi nó ươm vô cái khăn á. Là không có biết gì hết á, xài hoài. Chỉ mà rẻ quá phải mua thôi. Mọi người ơi, đây là purchase đầu tiên của chị em mình. Mà vốn là 200 mà này là hết nhiêu rồi chị? 119 rồi nha mọi người. Đừng có quay nữa, sao giống đi mà giống có giám thị đi theo, không có shopping thoải mái được. Nhà chưa đủ chén dĩa nên là giờ mua thêm, mua đi chị ơi, một thùng có nhiêu đâu? Rẻ nè, 16 món mà có 39.99 nè. Là 150 trả giờ chưa? Là đi ra, đi về luôn, khỏi đi nữa. Tại hết budget rồi. Mua đi, mua đại đi chị ơi. Em giống người bạn tồi quá à. Chị đã nói em cản chị mà em đừng có đốc đốc vô. Sao đâu? Mua đi, có nhiêu đâu. Tiền ăn cũng hết rồi chị ơi, chén dĩa ở lại với mình. Khùng. Ê, để coi bây giờ bao nhiêu. Cái này là 4 cái đúng không? Mỗi thứ 4 cái đúng không? 4 nè, này là món khai vị nè. Xong món mì nè, chiên cá để vô hay làm gì chỗ. Cái này mình trang trí lên đẹp hết. Thôi đừng có quay nữa, bây giờ quyết định có mua không. Nè, quảng cáo commercial. Dạ. Quảng cáo gói commercial. Oh, rất ngủ ngon cho bạn cuộc sống tốt. Rẻ quá hả? Đâu? 29 đô. Đâu? Má là đọc cái gì vậy má này nữa. 29 đô lại này má ơi. Cái hồi đọc 29 đô rinh con này ra 200 đô khùng luôn. Vừa đủ bức. Đi về luôn, mấy đồng đi về luôn. Chị ơi, em nghĩ là mình mua đường như đây mới đủ. Chứ mà mấy cái bịch kia nó nhỏ quá, em thấy mà cỡ này nó mới vừa mình. Mình mua đúng số lượng đường mình cần đi chị. Cái này 2 bao ăn 5 ngày. Ê, đúng rồi đó, mua này mới được chị với em. Ê, chị có mua khoai lang để mình nấu chè á. Ý là đưa tao có 100 đồng mà giờ hả? Bịch đường thì nếu mà mua mà nhắm mà xài được thì mua luôn. Mình còn làm bánh phân này kia nọ nữa. Sao vậy chị? Hoặc là mua một cái bịch lớn luôn. Bịch chi? Cái thùng đó chưa đủ lớn. Bịch chi lớn có 30 bịch ai ăn ai nhịn. Thì giờ thay vì uống giấm với lại ăn táo thì giờ mua apple cider vinegar uống. Có nhu cầu giảm mỡ mọi người. Không có, tại vì đi siêu thị mà tìm không thấy giấm với lại không thấy táo nên thấy này mua coi như là vừa ăn táo vừa uống giấm luôn. Bỏ vô làm salad. Để nha, để sệt coi cái đó thông dụng là gì. Vô. Từ từ, ta phải đi từ đây. Đây là sản phẩm dành cho những bạn có tâm lý dậy sóng. Mình quay sản phẩm ra. Từ từ người ta mới quay lại làm lại. Ok. 2, 3, action. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái sản phẩm dành cho các bạn có cuộc đời dậy sóng và có nhiều cái nông nổi trên con đường mình đi. Đây là sản phẩm giữ bình tĩnh cho mọi nhà, các bạn thấy không? Chị em mình đưa bộ giờ, em thấy màu này hợp em nè. Ê, cái áo này xinh nè. Nào, em ướm vô. Cái màu này hợp em chỉ mặc đưa cái đi vòng. Tao lại. Ê, không được ngon, không đẹp. Mà này lên hộp da của tụi mình nè chị. Chị nói gì vậy? Không có dơ. Hai con không có dơ. Gì? Chị mình sắp cho mình ăn sườn mọi người. Nay chị mình hết cho ăn sườn 1 đô rồi. Sườn đây là 2 đô nha mọi người. 2 đô 79. 2 đô 79 cái gì? Một bịch này hả hay sao? Thôi chị ơi lấy đi. Nhanh lên tao nhìn chị quay kìa. Quay đừng có cứng cứng vô mặt tao. Mặt tao nhiều khóc chết lắm. Ôi. Cái này ăn sao đủ phải hai cái này. Mình nấu cho một làng ăn hả? Là một bộ tộc ăn hả? Hay gì mà hai cái đó. Mọi người ơi, 200 đô của chị mình. Từ một cái cart giờ tụi mình update lên hai cái nha mọi người.
chắc chắn hai không? Hay là cái nữa cho nó bất ngờ. Mà không phụ, cứ đứng quay cùng đi ngoài. Phụ ơi. Rồi hai chị em già mua thuốc không nè mọi người. Nhiêu chị? 200 đúng, 189. Thank you very much. Chị mình chưa ra khỏi siêu thị đó, nó trùng bước rồi mọi người. Bị suy sụp tinh thần. Nó là tao có công ăn việc làm đó. Thọ lên một tuổi là mỗi năm cứ lên 100, 150. Tao đi làm á, tao tự chủ tài chính á, chứ tao mà ăn bám thì chắc tao chết á chứ. Chị ơi, mình cho cảm xúc cái bill 200 đô, mình cho cảm xúc đi chị. Bình thường, chẳng có gì hết. Đi mua đồ sỉ mà, chứ đâu phải là đi mua mấy cái đồ lẻ, đâu có gì đâu. Bình thường, lâu lâu chị mới đi, chứ đâu phải ngày nào chị cũng đi đâu. Mình nói với lại một giọng điều tự tin lên nào chị ơi. Chị rất là tự tin. Tao đập cái máy đó, hoài thì. Mà giờ mình chỉ có một chợ thôi, mình còn hai chợ nữa, mọi người ơi. Nó nói rồi, bữa nay shopping 1000 đô. Chị em mình lại giờ về nghỉ ngơi đúng không? Lấy sức ăn miếng bánh mì. Ăn giọng miếng bánh mì để có sức lại để đặt đi chợ thứ hai. Mời mọi người ăn chưa? Thôi không sao đâu. Bây giờ chị mình cũng ăn tối như bánh mì. Con phải ngủ sớm. Nhưng mọi người cũng biết là quá, không có tốt. Mình được ăn mì gói nữa nè mọi người. Chút mà cô Út sẽ nói với chị Mỹ Anh dò bài lại cho con, được không? Nhớ. Mình đang có phim gì vậy? Phim gia đình Việt. Để đây cho cô Út nha. Dạ. Mọi người ơi, chị mình hôm nay là chị mình làm bánh cuốn làm đi. Ngại gì chị ơi? Cái gì ngại hết á, quay thì làm. Đi lẹ nó cán lẹ lên. Ê ê. Thì đó, em đó. Em kêu để lên nó mới chín. Ê nó chín rồi kìa, chín rồi kìa, chín rồi kìa. Giờ là phải lửa phải vừa thôi. Không. Thành công quá mọi người ơi. Má luôn đó, một mình má set up cái set up fail của má đó. Trời ơi mà hả, kêu em mình phụ. Cái đó là hơi khôn á. Ê nhưng mà bột đâu ok nè. Tụi mình làm bánh cuốn nha mọi người. Mà chị mình không biết làm nên là mình phải ngồi mình làm chứ mình cũng biết. Rồi xong mình làm ra nè. Gà bánh cuốn mình làm nè, thấy ghê chưa. Cục tảng tảng mà không có cuốn được thịt vô nha mọi người. Tại vì là rách tan nát. Đó. Thì cái này là mình MasterChef thử nghiệm thôi mọi người. Không được thì thôi thì dạng bánh ướt thôi. Giờ sao giờ. Đúng không? Mà này là chị mình muốn làm luôn chứ mình không biết gì luôn á mọi người. Mình tự nhiên giờ mình đẩy mình vô bắt mình mua hả 200 đô tiền trả xong Việc bây giờ hả 200 đô tiền trả má này nói hả hay bơm lên chứ còn gì nữa hả? Tiền trả 150 đô ship 50 đô là 200 đô còn gì nữa chỗ nào mở ship ác nhân nó ship 50 đô trong khi đó hả bột thì không mua à, cậu bé nghiệp chứ Lê Nguyễn Việt Phương chủ em cậu mình xuống ăn chứng. Sao để làm bộ gì chuyện dài tập. Cứ nói đi, không có bột. Cứ nói về thân phận mình đi, nói đi. Không ai thương cảm á. Bột không có, phải chạy đi mua bột trước lúc làm. Đáng pha thương. Thì không biết pha, cái kêu em mình pha tao rồi. Thương hại luôn á. Đó, mình chuẩn bị hất ra nha mọi người. Mọi người coi nè. Em nói rồi, em nói chị là bỏ thịt vô xong rồi chị đẩy lên thì nó sẽ dễ. Ủa nãy giờ chị nói thì em đâu làm đâu, tự nhiên cái giờ em nói chị rồi. Đó chị mọi người thấy không, bánh ướt là người ta làm vậy nha mọi người. Đây là bánh ướt gia truyền nhà mình nha mọi người. Ship hai mình đang làm bánh cuốn mãi ơi. Sao ai không lấy được cái đó ra hả? Đó. Nếu không sao. Mọi người ơi, chị mình đây mọi người. Chị thì sao? Ủa cái vết này nãy em làm đổ mà sao vậy? Nè chị coi đi. Không, cái vết này là em làm đổ nè. Nè mọi người, làm thì đổ bể. Nhưng mà lúc chụp hình á thì chụp xong rồi đăng lên mạng. Nói là mình làm mình ơ đồ. Ủa tao đăng hồi nào? Ai biết đâu, thì nói vậy đó. Em nói chị cũng thấy ghét nữa. Em làm gì em cử động chị cũng thấy ghét nữa. Một tiếng cười của em gì cũng ghét nữa sao? Sự hiện diện của em trong căn bếp này làm chị cảm thấy khó chịu và bức bối. Em buông cái máy xuống đây để chị có thể ăn chị, tối. Chị giới thiệu với mọi người đi. Đây là món gì? Rồi, 2, 3. Món này là đáng lẽ là món bánh cuốn. Nhưng mà Nino hất bột ra. Đây mọi người. Nino hất bột ra bếp đồ các kiểu cho nên nó thành món bánh ướt. Tại vì cuốn không có được. Cuốn hả lủng lỗ bột thì một nửa tràn ra cái bếp nè mọi người coi nè.
Rồi không biết là ai dọn dẹp thì không biết, nhưng mà người cho nên nó thành một cái món tả bí lù, có nghĩa là có thịt, có chả đồ này kia, nhưng mà bánh thì phải cuộn lại để che lấp đi cái sự thất bại. Ê, cái này là không phải bánh cuốn, này là không biết bánh chả. Là coi chả sẽ ở Việt Nam á, ăn một dĩa bánh cuốn á là hai miếng chả, Lino ăn dĩa bánh cuốn xếp chín miếng chả. Mà biết có đủ loại chả luôn. Em ăn là em ăn hổn. Nè để em coi coi chị ăn sao nghe không? Em nhìn miếng thôi thôi chị nè. đừng. Một miếng duy nhất mà còn không nguyên bạn, con chị nó cắn một miếng nè. Mọi người nhìn cái dĩa nè coi nè. Chị đừng. Chả vậy nè mọi người, còn nó ăn chín miếng chả. Coi nè, dòm coi. Chả ai mua chị nói đi, chị không cảm ơn chị em. Chị đang không có nói cái chuyện mua chả, đó, chị đang đó, chị đó, nói đó, chị đó, đang đó. Nói đến cái vấn đề ăn hổm. Thôi được rồi. Ăn trên đầu trên cổ. Chị mình thì ăn húng hổm. Vậy mình nói là đừng bỏ vô cho chị cho chị chiến điên. Cái này là side dish. Dĩa này dĩa chính. Còn này là kêu giống như kêu thêm á, mọi người đi ăn rồi kêu đồ thêm ăn vậy nè. Tao nói rồi, xếp chả dưới á, xong rồi bánh cuốn rắc lên ở phía trên để cho trang trí thôi. Ăn vậy thì không có hổn. Thôi tắt máy đi, trễ rồi. Đó, bây giờ bắt đầu tắt máy rồi, hất hết vô, hất hành phi đồ vô chị ơi. Em có trang nước mắm không? Em muốn chị trang vô dĩa hay là trang lên đầu em? Thay rồi, mà không đói. Nhưng mà ăn vô thì sẽ thấy đau. Mệt quá, hai vị Việt Nam order. Mỗi đứa một hộp ăn đại giờ. Ở Việt Nam là mở mấy cái app lên rồi. Chứ đâu có mà giữ thần vậy. Cay đừng có ăn nha. Em á. Chị không biết làm sao mà hốc em, đây, hốc em hốc. Bỏ ớt mà em bỏ vậy được luôn á non. Hốc ở đây lớn rồi, trời ăn cay cho biết chứ người ta. Ủa ta ăn được chứ không phải ta không ăn được, mà ta không thể nào mà một cái thao nước mắm mà cắt một cái vườn ớt vô như vậy hết á. Ăn cay tốt cho sức khỏe, chị không biết gì hết. Bởi vì chị ít ăn cay đó, chị không có sống thọ đâu. Trời ơi. Cái mồm cái miệng, ta nói cái mồm cái miệng nghiệt ngã quá. Thôi mình ăn đi nào. Bữa ăn mất ban. Mong đợi của mình. Hy vọng là ngon nha. Ngon nha. Bây giờ không ngon cũng phải ăn. Đói xanh mặt luôn á. Mẹ biết sao lần nào ăn cũng ngon miệng tại vì bài. Tao thấy không có chiến nào không bài hết á. Chả ngon nhức nhói luôn á trời. Cái bột ok mà miệng dai nữa thì ngon. Thôi chị vậy được rồi, chị không có dai nữa. Em thích dai là bánh cuốn hàng thi. Chả của em là phải như là ăn nhanh như ăn nhựa em mới thích. Thôi em ghê quá. Tại lớn lên vậy quen rồi đó. Mà em pha có công thức không hay em nêm theo miệng em thôi? Làm theo tổ tiên mách bảo. Vì chuyện người Việt Nam làm gì có công thức. Đúng luôn nha. Chuyên gia luôn, Việt Nam nó ăn hay không có công thức lắm. Không, kêu chỉ không biết chỉ sao luôn. Bởi vì mỗi lần post hình lên mạng xong các bạn hỏi công thức á. Cái không trả lời các bạn tưởng chảnh nhưng mà thật là không có công thức. Em thấy vừa miệng thôi chứ không biết công thức gì. Nhưng mà biết đây là có 7 muỗng đường. Là em pha đường với lại nước mắm trước. Nên sao? Ừ, đường với mắm xong rồi chanh. Rồi nước. Ừ. Nhưng mà em pha đường với nước ấm trước cho tan đường chứ hả? Ừ. Làm bánh ướt á phải pha nước nhiều. Cái công sự thì ít hơn. Lần đầu tiên chị mình dọn dẹp nhà cửa nè mọi người ơi. Trời ơi, thần ơi. Để yên cho ta làm mẹ hiền nha. Wow, dọn dẹp luôn. Wow. Ê, để cho chị làm một con người nha. Wow. Em ngưỡng mộ chị quá chị ơi. Bình thường, đây là cái cuộc sống hàng ngày của chị thôi, có gì đâu em. Tại mọi người không có biết nhiều về cái góc khuất của chị á. Sao con dọn cho mẹ hả bé? Đây đó là con, dọn cho mẹ đi, con lao hết cho mẹ. Thỏ con làm gì vậy? Thỏ ơi. Thỏ nói tiếng Việt coi. Thỏ nói tiếng Việt nghe coi. Hả? Nói nè, nói theo mẹ này, chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn. Nói lớn lên, chào mừng các bạn. Trời ơi, cái gì đâu á. Buồn ghê luôn á. Ok ok. Nhảy nè. Con mày nó điên rồi.
Xin chào mọi người, mình là Thủy. Thì làm trái tim anh ngày, đau. Ngày hôm nay mình sẽ trở thành thực tập sinh của công ty Việt Phương à. Đâu tao phải coi để tao mới dậy được. Vô là la nè. Nó phải vô nhịp. Rồi, vậy nè. Là hai nhịp rồi đó. Trái trước hay phải trước? Không cần biết. Đây, phải vô. Phải rồi, phải trước nè. 2, 3. Là được hay được tớ. Con mày. Mấy vũ đạo như cái gì. Ok, 2. Là phải trước. Là, thì đây ta đang phải nè, ý là ta chỉ cái này. Là xong rồi là được hai câu đó. Okay. Rồi, lại nè. 2, 3. Là xong rồi tới là. Lúc nào cũng là phải trước nha. Ok. Xong rồi nó xoay đằng sau. Ê chị thấy mệt quá à. Tại vì chị không biết tại sao chị phải làm mấy cái này luôn. Rồi. Đây nè. La la la. Xong rồi cái là. Xong rồi cái gì giật cái gì đây nè. Ok. Đây là chị em mình hết nấu ở nhà rồi. Chị em mình thuê một cái nhà bếp commercial để chị em mình đi nấu tiệc nha mọi người. Bếp ở nhà là không cần thua gì hết, tại vì không có bày được. Là chị mình đã bỏ một số tiền để thuê một cái kitchen rất là lớn để tụi mình đi hấp xôi với lại đi nướng thịt. No, can you hold it for me, please? No. No, we're going. My hands are slippery, so you have to hold it. Oh no, I need to hold us. Tại sợ đổ bể rồi, không ngon rồi lát. Không ngon là chắc rồi. Đừng có zoom vô mặt tao. Cái mặt tao là không có được zoom. Góc này đâu có chết đâu chị. Góc nào cũng chết hết á. Thôi ta hấp tay cao. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nhưng mà chín không thì không biết. I just wanna be with you. Sao vậy, sợ cũng vậy? Nó rồi. Bởi thấy cái bếp mình hơi khổ ảo diệu không? Cùng quen này mà làm nhà là chạy ra chắc vậy. Làm ở đây nhanh gọn lẹ nha mọi người. Nói cho mình làm hết trơn luôn. Vậy mình chơi không? Em có muốn em biết nguyên khúc này luôn không? Nguyên cái video em biết không từ đầu cuối khỏi có tiếng luôn. Nếu mà mọi người thấy mà tới cái giây phút này mà vẫn chưa có món ăn nào cho nó đàng hoàng á thì do là qua nay làm lụng dữ quá mọi người. Giờ cũng chưa có đồ ăn luôn, toàn là ăn linh tinh không. Đó thấy không, giờ là ăn cherry nè. Đó. Ngồi ăn bà nội người ta, ngồi ăn cherry mà hả? Mà buổi tối luôn, ba buổi tối tới chưa bữa nào ăn gọi là. Tao đút cái này vô tới phổi luôn. Mà cái này là thứ này là mang cho khách ăn mà. Nãy có ăn không? Nãy có thò cái họng đó vô ăn không? Ăn là kiểu như là sao? Ăn thử thôi không? Chứ không có được gọi là phải nè, làm mới được ăn ấy. Thử là một cục chứ không phải là ai đứng ấy quất 3-4 cục mà ấy kêu ấy thử. Ai thử vậy má? Thử có 1 cục rưỡi luôn, chưa được 3-4 cục luôn á mà. Coi như đứng tuốt xương như nè, tuốt xương 3-4 lần luôn mà. Không có được một bữa ăn thịnh soạn nữa để gọi là đặt đít ngồi xuống ăn luôn. Ăn mà phải như là hả? Anh lấy ăn để anh dằn anh giật này kia nọ luôn mà. Đó em mình tới 4 ngày rồi, hết 2 ngày rồi ăn được gì chưa. Hôm qua đó bánh cuốn bánh đồ. Ê, ngon tao quá. Tao ghét lắm luôn á chứ mày. Tao ghét thường đó.
Lúc nhắn tin á, em bán gì? Đừng lấy cherry nữa. À, để chị... Đi siêu thị hả? Mua quá trời mua. Chị mình ăn chắc hai trái cherry. Một hộp cherry nè, coi nè. Một hộp ăn nè. Ăn mà ăn hổn á, ăn ăn cha ăn mẹ người ta không mà hả? Thôi để cho chú ăn con ơi. Mẹ con mình không có xứng đáng ăn mấy cái trái đó con. Để cho chú ăn. Chú thèm. Cherry á con. Hộp có 2 đô và bà mẹ con chửi lên, chửi lên, chửi xuống. Chửi trên đầu. Cherry nào hộp 2 đô. Bữa giờ tỉnh. Cherry nào hộp 2 đô. Cherry nào nước Mỹ này bán hộp 2 đô. Má mua cái hộp á giống như cho một làng ăn vậy đó mà má kêu 2 đô xong rồi coi nè ăn. Cherry thuốc quắc luôn nè, coi này mềm nhũng luôn nè. Tống nó đập cái cục sườn này vô trong buồn ghê luôn. Buồn người khóc hết. Hứa hẹn, hứa hẹn, hứa ơ rồi. Hả? Dạ. Trả lời đi. Bạn xuống chơi để làm gì? Hả? Ê, tao bị trầm cảm luôn. Nói một tiếng đi. Ừ, trầm cảm cũng được đó. Em hơn em ở có 1-2 ngày á, em ở nữa cho chị trầm cảm luôn á. Chị thấy chị đâu làm gì sai trái, chị đâu phạm pháp gì đâu mà xuống em cứ... Em mình mua vé 100 đô xuống đây làm gì? Ủa thì sao mà chị nói em... Ăn uống thì cũng không có ăn uống, chơi bời thì cũng không chơi bời. Bỏ 4 ngày, 5 ngày trên chợn, ngày tao làm mấy ngàn đô, xuống đây vô nghĩa. Một tiếng nữa là trái cổ dâng ra liền. Có tên đâu? Em chỉ sexy chỉ phần trái cổ thôi đó, mà dâng ra là nè, còn sexy. Cái máy 80 triệu đó là vô tường liền nghe, tao nói cho cứ zoom zoom vô cái mặt tao đi. La 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 la, la la. Hi Sky. Xuống chơi gì ơi? Chơi gì? Đi trễ hội. Đi đâu? Trễ hội. Trễ hội đâu? Này không phải tắm, không phải cám mà trễ hội đâu. Muốn làm gì thì muốn làm gì tao làm. La 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 la. Giờ chị full bình lại rồi nè. Vậy muốn làm gì chị làm đó. Giờ mình nhảy TikTok nha. Ê! No 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 no. Trời ơi trời, sao mà dạo này hả? Cứ nhảy 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 hoài vậy. Em đâu phải Gen Z đâu mà em làm gì vậy? No. Trời đi xuống đây. Má nó một ngày hả nhảy 3-4 clip hả? Muốn chết luôn á. Hồi chiều hả dẫn vô rừng. Chạy lòi hén ở trong rừng má ơi. Tưởng như bị khùng vậy á. Cút đi thôi, bị chơi, chơi game đồ này nội vũ trí tuệ đồ này nọ đi. Ok trí tuệ nha. Sao con chị nó không đi ngủ đâu, sao nó lạch cạch ngoài nó. Chị biết á, chị biết mà nếu mà chị là con nhỏ á, thì chị được gọi là gì không? Ê ê, cút ra. Chị biết chị con nhỏ chị I được gọi là gì không? I need some private. Xin lỗi nha, excuse me. I need some space. Chị biết chị còn nhỏ thì người ta gọi chị là ê, gì không? Ê, chị không quan tâm, chị cũng không có... Ê, chị không thích em. Em bé iPad á, chị biết không? Chị là không thích em. Chị cũng cấm đầu vô thì... Em thì không. Em thì không, từ cái lúc mà em mở mắt dậy cho tới lúc em đi ngủ em không hề. Em không hề dùng tới một cái sản phẩm điện tử đó hết, em không hề. Em không hề luôn. Chị đó chị thấy không? Nói bạn đi. Bè chân thật nè, ngoài nè, đời. Dạ nói đi. Chơi. Em không hề đụng tới sản phẩm điện tử thôi từ lúc em bạn bè không chân ra, thật không ra được xét đánh. Nói đi. À, ra, à đau quá. Chết luôn rồi đó. Cái gì? Chị phải chị nằm đó rồi sao em đánh, chị phải ngồi dậy rồi mới em đánh. Em chưa có hỏi chị là chị có willing để quay hay là chị có willing để quay không, không à? Quay cái gì vậy? Thì chị cứ ngồi dậy đi. Mà tao tưởng thật sự tao tưởng tao là thực tập sinh Hàn Quốc luôn á má. Lên tới giường mà nó còn cứng cái máy quay vô, nó quay quay cái gì nói đi. Để em đánh đèn coi. Xích vô. Trời ơi cái gì vậy trời, không hiểu nổi luôn á. Chuẩn bị nhắm. Chào các bạn đã đến rồi. Với bật nến. Vì vậy bật nến. Nó không manh hả? Hay sao? Khoan. Về đâu mấy tóc người thương. 3, 6, 9 là vỗ tay. Còn lại là đếm. Vô chưa? Hiểu chưa? Hiểu không? Bắt đầu bằng bất kỳ số nào nha, không không cần phải bắt đầu từ 1 hay 3. Ủa lần sao? Chơi chơi đi một. 3 6 9 mới vỗ tay hả? Đúng, cứ okay. Đụng vô 3 6 9 là phải vỗ tay. Mà đứa nào nói? Cả hai đếm qua đếm lại. Dù chị nói 1 là em phải 2, xong chị vỗ em 4 5, hiểu chưa? Ừ. Thử coi. 3 4. Ủa, gì chị nói 3 6 9 mới vỗ. Má vỗ với cái miệng mới đếm chi vậy? Chị nói 3 6 9. Vỗ là không có đếm. 1 2 4, 5, 6, 7. Ủa vậy gì? Nó mới khó má vậy? Chứ má bà má đừng má vỗ tay gì thì nói mẹ gì nữa trò chơi. Ok rồi, vô lại. Vô đi, cho vô đó.
1, 2, 4, 5. Ủa là má chơi mình á. Má ngồi má đếm tới 100, má thử ăn, má thử vỗ. Rồi con làm sao? Giờ kề lại, 2, 3. 2, 3 là má đếm để vô trò chơi hay là má đếm trò chơi? Đếm vô trò chơi, ok. 1, 2. Em có hiểu tiếng Việt không? Mẹ, mẹ, mẹ đếm một số 1 thôi. Nói đi, 1. 1. 2. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. Rồi đó, bị thua rồi đó. Ủa gì đó là 3, 6, 9 gì đâu, gì đó 13. Chị ơi, chị. Chị ơi, bây giờ tiếng Anh chị không biết mà tiếng Việt chị cũng không rành nữa. Sao mình chơi game hả chị? Chị ơi, chị cho em đi ngủ mẹ nó đi chị ơi. Ủa? Có hiểu không? Có số 3, số 6, số 9 là phải vỗ cái bàn tay. 13 đâu phải là 3. Trời ơi, sao em ngu vậy đâu? Chị không nói là trong cái số đó có cái số đó. Trong cái số đó mà có số 3, số 6, số 9 là phải vỗ cái bàn tay xinh, hiểu chưa? Ok rồi, lại. Rồi tao 10. 11. 12. 14. 15. 17. 18. 19. Rồi, bị ngu gấp. Cái đó là mình sẽ nhé. Chị thấy cái trí tuệ em nó không có cao, chị không muốn chơi chung. Ok, lại nữa. Rồi 59. Bảy mươi. 71. 72. 74. 75. 77. 78. 79. Ngu lắm. Em có cái não em có hoạt động giống như bình thường chị không? Kêu em là dỗ cái chị không nói là không được dỗ và nói đúng không? Số 79 là có số 9 là em thì dỗ. Do em dỗ thì em đâu được nói số 79 chị, nhưng mà chị đâu có giao là phải. Ê, nói nghe nè, tao nói tiếng Việt từ đầu đến cuối chứ tao chưa chèn kiểu tiếng Anh nãy giờ nha. Ngang nãy giờ tao kêu là đã dỗ là cái miệng không nói mà giờ hả lật lọng hả? Nhưng mà bài đó nhưng mà em chơi ngu quá. Biết sao không? Từ nhỏ lên học không mà không có được đi chơi game, mà chơi ơi chơi đồ, không biết đánh bài, không biết gì trơn hết đó. Học hành đi thì làm lại. Chứ chơi chơi không là... gì, giờ muốn học gì làm toán, sao mặt bôi của chương. 78. 7 x 8. Tao thấy chưa? Vậy là tao thấy không thuộc, tại vì phải lặp lại cái số đó tại là không cái thuộc. 78. 78. Tao suy nghĩ, tao có thuộc bài của chương. 78 sao? Ủa đúng không vậy? Ê, làm ơn dựng khúc này vô cho tao nha. Không dựng là tao report. Đi tao report có YouTube liền. 7749 7856. 7846. 7856. Mới nói 46. Trời ơi, lộn có ngân hàng thôi làm ghê vậy. Ồ, lộn có ngân hàng. 6 lộn có ngân hàng. 99. 9981. 97. 9756. Thôi đi. Ủa, ACB chị ơi, chị phải cô giáo chị trả bài đầu giờ em 15 phút. Tự nhiên cái vòng vòng. Thôi bạn của Trương quá dễ, mình phải là nhân lên. 3 mũ 3. Ủa gì vậy? 3 mũ 3. 5 căn 8. Trả lời đi. Giải phương trình cho tao. Phương trình căn 2. Nhớ trò chơi mình chơi ở Bình Sinh không? Hồi má trời đó là bầm hết con người. Chơi đó là nó report luôn. Dữ lực. Violent video. Ví dụ chị đi chợ với lại mẹ chồng chị. Mà... mình hay mấy cái tình huống mình bỏ gia đình ra được không? Thôi, phải có gia đình nó mới vui. Mình phải hỏi liền. Mình phải nảy ra còn hỏi liền. Tao không có nảy liền. Tao là phải có suy nghĩ, tao phải hả thâm sâu vô. Thâm sâu thâm ơ đồ. Bây giờ ví dụ như em đang ở một cái nhà thuê. Ha. Xong một ngày nào. Ê, nói nghe nè, xích vô máy quay á, không có ai đứng chính giữa hết á, xích vô. Ê. No, sợ ma quá. Ê. Gì xích vô? Xích vô để máy quay nó lấy chứ không ai ngồi chính giữa. Thì nói chị ơi, xích vô em thôi chứ mắc gì phải nói không ai ngồi chính giữa. Vô. Ơi mà tao không dám nói tình huống luôn, thôi nghĩ mẹ nó đi. Nói đi. Lẹ lên. Thấy không, em đánh đèn, em dành hết đèn cho chị nè. Đó, mong chị được tỏa sáng trong video của em. Sao tự nhiên có cái bóng vậy? Ê, bóng gì? Bóng chị kìa. Ok rồi đó. Ê, hơi lâu nha, hết pin luôn á. Sợ ma quá. Gì nữa trời, ma nó không sợ chị thôi chứ. Giờ hả, em đang ở một căn nhà thuê, trong căn nhà đó có một cái nhà kho. Sau một ngày đẹp trời nọ, em đi vô cái nhà kho đó thì em phát hiện ra một cái rương đựng tiền với lại một bộ xương. Thì em sẽ xử lý như thế nào? Thì giờ đeo bao tay vô bóc bộ xương lấy tiền, xong rồi gọi Na Quanh Quanh tới lấy bộ xương đi. Có nghĩa là return cái tiền hay trả cái tiền? Đâu lấy chứ. Tiền trong nhà mình mà. Ủa?
là má gọi 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 cảnh sát tới để lấy bộ xương thôi. Ủa vì sao má không giục luôn bộ xương thì cái má gọi cảnh sát lấy bộ xương là cái gì? Ai biết đâu lỡ bộ xương nó quan trọng đối với ai sao? Nhưng mà khi mà người ta tới người ta lấy bộ xương, người ta đâu có chỉ lấy bộ xương đi, người ta phải điều tra lòi ra mất tiền. Mất gì mất tiền đâu có biết đâu, người ta đã không biết cái bộ xương trong đó rồi. Người ta không biết cho nên người ta mới điều tra. Thì sao thì nói tự nhiên đi kiếm tiền. Là tự sao? Nhiên ai ngờ có tiền có luôn xương. Là sao? Là sao má? Má gì vô tri vậy má? Tự nhiên người ta đến người ta điều tra bộ xương rồi người ta hỏi tiền má đâu. Má nói gì vậy? Má khùng điên à? Con này mà gặp cảnh sát thì vô trong đó ngồi rụt xương. Ngồi cai khai lộ hết luôn. Mà khai ngông cuồng. Bây giờ nếu mà chị yêu một người nào đó, chị thích người đó mà chị không biết người đó có thích chị hay không, thì chị sẽ làm gì? Cái gì mà hỏi gì tào lao mới lao vậy? Thì mắc gì tào lao mới lao, thì hỏi trường hợp thôi, hỏi là chị sẽ làm gì thôi. Mắc gì sao tào lao? Mua cuốn sách thương nhau để đó đọc mắc đi gì? Giờ là thời đại gì rồi còn đọc mấy cuốn sách đó nữa, mấy cuốn vua va vớ vẩn ai coi. Cấp. Hồi sẵn đây mình kể hết tên người cũ được. Kể không? Chuyện tên em tên. Kể không?